Hi, welcome back to my channel. Start again, go. Taking to the. kia và mình sẽ chuyển sang tập thứ hai. Let's go. Mình sẽ lần cấp tiếp. Càng ngày zombie càng đông. Để cấp giáp ra. Rồi. Ok, và mình sẽ chuyển sang tập thứ ba. Let's go. Wow. rơi luôn. Vẫn rơi. Không được. Wow. Okay. Không biết cửa map đâu rồi, mình không nhìn thấy đâu. Wow, không biết map cửa map đâu để mình thoát ra khỏi đây. Rồi vào video thì mình sẽ chuyển sang tựa game thứ tư. Let's go. Càng ngày càng rộng. Oh my gosh. Một con quái vật đằng sau. Side door. Ok, và mình sẽ chuyển sang tựa game tiếp theo. Tựa game thứ 5, Stumble Guys. Let's go. Không biết map nào đây. Rồi, và chờ tất cả là 16 người. Mấy anh chàng này vẫn ngã liên tục. 12 người rồi. Rồi, đã đủ. Ok. Tiếp tục map nào nữa đây. Map này cũng khá là khoai các bạn nhé. Còn 8 người nữa, ok. Không biết có vô địch được không? Càng về sau thì map càng khó. đi luôn. Oh my god. Rồi ok, và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang tựa game tiếp theo. Sister Dogs. Cô mình cuốn lại rồi. Rồi vào từ game thứ 7. 1, 2's out of. Oh my gosh. Oh my gosh. Biết lý do gì mà lại chui được vào trong khi mình vẽ đường như thế này. Ok. Rồi và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang tựa game cuối cùng. Let's go. Okay. Wow, vẫn không thể vượt qua được cái đó. Ồ, cái này mình có thể dùng để bắn được. Nhưng khi dừng thì lại không bắn được nữa. Bắt buộc phải đi. Ok. Rồi let's go. Tiếp tục rồi. Let's go. Rồi và mình xin phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.